Mới đây, cộng đồng mạng bùng nổ khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân bất ngờ xóa sạch 5 MV từng đóng chung với Hồng Loan. Điều gì đã khiến anh đưa ra quyết định gây sốc này? Câu chuyện đầy kịch tính giữa Vũ Luân và Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đang trở thành tâm điểm chú ý với những ẩn khuất chưa được hé lộ. Tại sao Vũ Luân lại xóa những tác phẩm anh từng bỏ nhiều tâm huyết để thực hiện? Hãy cùng khám phá những bí mật đằng sau sự rạn nứt mối quan hệ, những thông điệp ẩn ý và câu hỏi chưa được giải đáp trong câu chuyện đầy màu sắc drama này. Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Vũ Luân và Hồng Loan, bí ẩn đằng sau 5 MV bị xóa. Ngày 4 tháng 7, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đã gây chấn động khi bất ngờ xóa sạch 5 MV từng đóng chung với Hồng Loan, bao gồm Ngày Không Em, Những Chuyến Xe Cuộc Đời, Về Thăm Vựa Lúa Miền Tây và 20 năm Tỉnh Đẹp Mùa Chôm Chôm. Vũ Luân chia sẻ rằng những MV này là công sức tự bỏ tiền ra thực hiện, từ việc tập hát, trang điểm đến chuẩn bị trang phục cho Hồng Loan. Tuy nhiên, khi bị tố nhờ Hồng Loan để câu view, anh quyết định xóa hết để bảo vệ danh dự. Thông tin này nhanh chóng làm dậy sóng cộng đồng mạng, đặc biệt là khi xuất hiện tin đồn về mối quan hệ rạn nứt giữa Vũ Luân và Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Dường như sự tương tác giữa hai người trên mạng xã hội đã dần biến mất, dẫn đến nhiều đồn đoán và thắc mắc từ phía công chúng. Ngay thời điểm này, Hồng Loan đăng một status đầy ẩn ý. Em xin cảm ơn anh đã đến với em và cho em biết thêm nhiều về cuộc sống. Thật sự em không biết tại sao anh lại rời đi trong im lặng, nhưng em luôn trân trọng cái tình, cái nghĩa anh đã cho em. Em xin cả nhà đừng tấn công anh nữa, dù gì anh cũng là anh của em. Status này nhanh chóng gây chú ý và làm bùng nổ thêm những thông tin về sự rạn nứt tình cảm giữa Hồng Loan và Vũ Luân. Nam nghệ sĩ không khỏi ngạc nhiên và ngay lập tức nhắn tin hỏi Hồng Loan liệu status đó có dành cho mình không, nhưng chỉ nhận lại biểu tượng khóc từ cô. Không dừng lại ở đó, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân quyết định đăng một status dài để làm rõ sự việc. Trong bài viết, anh đặt nhiều câu hỏi và bày tỏ sự bất ngờ. Em gái thương, anh vừa thấy bài viết của em đăng, anh rất ngạc nhiên. Anh không hiểu việc gì đang xảy ra giữa anh và em, mà đến nỗi em phải buồn. Anh đang làm gì sai hả em? Anh em mình đã cùng bên nhau chia sẻ vui buồn từ lúc ba mình còn sống. Khi ba mất, anh là anh hai, nên thấy em khó khăn điều gì, anh luôn chia sẻ động viên giúp đỡ. Nay chuyện gì xảy ra, đến mức phải nghi ngờ tình anh em mình vậy em? Tuy nhiên, phản ứng của Hồng Loan vẫn là sự im lặng, để lại Vũ Luân và cả cộng đồng mạng trong trạng thái bối rối và đầy thắc mắc. Những động thái này đã khiến cộng đồng mạng dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng Hồng Loan có thể đang gặp phải những áp lực không thể chia sẻ, dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có với Vũ Luân. Ngược lại, một số ý kiến khác lại đặt nghi vấn về động cơ thực sự đằng sau những status đầy ẩn ý của Hồng Loan. Không ít người hâm mộ của Vũ Luân tỏ ra thất vọng khi anh quyết định xóa đi những MV từng làm nên tên tuổi của cả hai. Họ cho rằng, dù có xảy ra chuyện gì, những sản phẩm nghệ thuật này vẫn xứng đáng được tôn vinh và giữ lại. Trong khi sự việc này vẫn chưa đi đến hồi kết, Hồng Loan vẫn tiếp tục với cuộc sống và công việc của mình. Ban đầu, cô chỉ muốn mở một quán ăn nhỏ và livestream bán hàng để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, những biến cố đã khiến cô phải thay đổi kế hoạch và chọn nhiều ngã rẽ mới. Gần đây, Hồng Loan đã thành lập một thương hiệu làm đẹp và nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Sự chuyển hướng này cho thấy Hồng Loan đang cố gắng tìm kiếm sự ổn định và thành công ngoài ánh đèn sân khấu. Tuy nhiên, những căng thẳng gần đây với Vũ Luân chắc chắn sẽ là một thử thách không nhỏ đối với cô. Hồng Loan có nhiều ngã rẽ sau ồn ào từ vụ kiện tranh chấp tài sản thừa kế. Sau đám tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh, cái tên Hồng Loan trở thành điểm gây xôn xao dư luận. Theo đó, thời điểm đám tang cố nghệ sĩ Vũ Linh diễn ra trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin con gái của cố nghệ sĩ xuất hiện. Đây là người con mà ông nhiều năm giấu kín. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ những khán giả mến mộ ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Thời điểm đó, Hồng Phượng, cháu ruột của nghệ sĩ Vũ Linh khẳng định, thật sự từ xưa đến giờ, thông tin này mọi người đều thắc mắc, nhưng các thành viên trong gia đình đều xem chị Hồng Loan như con ruột. Chị Loan, tên đầy đủ là Võ Thị Hồng Loan, lấy họ Võ của cậu tôi. Chị Loan được nhận nuôi từ khi mới vài ngày tuổi và đúng vào năm mẹ tôi đang mang thai được hơn 6 tháng, nên tôi với chị Loan bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 1987. Hồng Phượng cũng cho biết, dù là con nuôi nhưng Hồng Loan rất hiếu thảo, vô cùng thương cha. Chị Loan có mặt xuyên suốt, túc trực bên cậu trong bệnh viện.
Cô cũng đại diện gia đình nghệ sĩ Vũ Linh nói thêm, họ không hề phân biệt chuyện con nuôi, con ruột, nhưng gia đình nói rõ để báo giới tránh đưa tin sai lệch như cậu tôi có con rơi chẳng hạn, chúng tôi rất ngại vấn đề đó. Hồng Phượng và gia đình mong muốn truyền thông và công chúng không gọi chị Hồng Loan là con nuôi mà gọi là con gái nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan chia sẻ thêm, giờ mọi việc đã được sáng rõ, tôi mong mọi người đừng suy nghĩ cho phức tạp thêm, chúng tôi mong ba tôi ra đi với hình ảnh đẹp. Tuy nhiên, sau đó không lâu, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ kiện tranh chấp chia di sản thừa kế của ông Võ Văn Ngoan, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, lần lượt là em gái, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thời điểm đó, trao đổi với báo Người Lao Động, người đại diện của bà Võ Thị Hồng Loan xác nhận đang chờ tòa án tiến hành các thủ tục tiếp theo sau khi thụ lý đơn kiện. Theo đơn khởi kiện, nguyên đơn đề nghị tòa án hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bị đơn lập ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hiện đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Các di sản gồm nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức và một ô tô. Đồng thời, hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm và quyền sử dụng đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông về nội dung đã sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan. Nguyên đơn đồng thời yêu cầu tòa án chia di sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đối với quyền sử dụng thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông cho mình và ông Võ Thành Nhiêu, em trai của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa sau khi trừ phần giá trị mà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thông tin mới nhất về vụ kiện tranh chấp này là ngày 14 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phân công thẩm phán Châu Thị Điệp giải quyết vụ kiện tranh chấp về thừa kế tài sản và đòi nhà ở cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, em gái và con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vụ kiện từng được Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận tiếp nhận. Bà Nhung từng rút và bổ sung nhiều lần yêu cầu khởi kiện. Tiếp đó, bà Nhung yêu cầu tòa án tuyên hủy hồ sơ, tước quyền làm con nuôi, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh của bị đơn Loan. Nguyên đơn cho rằng các giấy tờ này là giả mạo. Cụ thể là các giấy tờ gồm giấy giao nhận việc nuôi con nuôi số 5, quyển số 1 và giấy khai sinh số 116 cùng do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp cho bà Võ Thị Hồng Loan ngày 21 tháng 3 năm 1992. Xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nên Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã chuyển hồ sơ vụ việc. Hình ảnh mới nhất của con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan thu hút sự chú ý của công chúng. Theo đó, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan gây chú ý với nhan sắc thay đổi bất ngờ. Trong bộ ảnh mới vừa được Hồng Loan chia sẻ, cư dân mạng dậy sóng. Hồng Loan nổi bật trong chiếc đầm cưới trắng, trễ vai. Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh hóa thân thành thần tiên tỷ tỷ với phong cách mượt mà, khác hẳn thường thấy. Không ai nhận ra Hồng Loan là bà mẹ bốn con trong bộ ảnh mới này. Sau khi xảy ra ồn ào kiện tụng với người nhà, Hồng Loan trở thành cái tên được chú ý. Hồng Loan khẳng định bản thân cô thấy có lỗi với người cha quá cố của mình là nghệ sĩ Vũ Linh vì để xảy ra những bất hòa trong gia đình. Sau những ồn ào, Hồng Loan chỉ muốn một cuộc sống yên ổn với công việc bình thường. Ban đầu, cô chỉ muốn mở quán ăn nhỏ, livestream bán hàng để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên sau này, Hồng Loan có nhiều ngã rẽ hơn, cô thỉnh thoảng có những lời mời biểu diễn. Thời gian gần đây, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh còn thành lập thương hiệu làm đẹp và nhận được sự ủng hộ. Hồng Loan vẫn giữ sự giản dị, nhưng mỗi lần lên đồ, cư dân mạng lại một phen trầm trồ. Quay trở lại vụ kiện tranh chấp tài sản thừa kế, sáng 18 tháng 6 năm 2023, Hồng Loan đã bày tỏ mong muốn những ồn ào xoay quanh vụ tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh sẽ sớm khép lại vì chúng ảnh hưởng đến danh tiếng của cha cô. Cô chia sẻ, mọi chuyện xảy ra không ai muốn và tôi lại càng không muốn điều ấy vì biết rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến cha mình. Tôi thấy xấu hổ vì cha mất chưa lâu, anh chị em trong nhà lại xảy ra chuyện không hay, lời qua tiếng lại và bây giờ cả đơn kiện tụng ngoài tòa. Tôi buồn và không biết phải làm gì hơn. Dù vậy, tôi rất mong mọi thứ kết thúc để cha tôi ra đi được yên lòng.
Sự việc này không chỉ gây ảnh hưởng đến Hồng Loan mà còn khiến nhiều người yêu mến cố nghệ sĩ Vũ Linh cảm thấy tiếc nuối và buồn lòng khi thấy những tranh chấp gia đình sau khi ông qua đời. Hồng Loan nhấn mạnh, tôi luôn im lặng trước những đồn thổi vì là con nên việc chăm sóc lúc ba bệnh mà đêm kể ồn ào thì coi không được chút nào. Nhưng tôi càng im lặng, người ta lại càng xoáy vào việc tôi bất hiếu, không chăm sóc cha. Tôi nghe bực lắm mà không biết phải xử lý thế nào. Những căng thẳng và tranh cãi xung quanh vấn đề ADN không chỉ gây áp lực lớn cho Hồng Loan mà còn làm xáo trộn cuộc sống của cô. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ những người thân và bạn bè, Hồng Loan vẫn kiên định và hy vọng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết để cha cô có thể an nghỉ. Cô không giấu được sự bức xúc khi đề cập đến Hồng Phượng, người đã lên tiếng ngay sau khi Vũ Linh qua đời rằng Hồng Loan chỉ là con nuôi của cố nghệ sĩ. Hồng Loan bức xúc. Điều làm tôi bức xúc nhất là Hồng Phượng. Ngay lúc cha tôi vừa qua đời lại lên tiếng tôi là con nuôi của cha, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hồng Phượng sinh sau tôi 4 tháng thì lấy đâu ra chuyện Phượng biết chuyện đó mà tôi không biết. Quan trọng nhất là cha tôi chưa từng đề cập đến vấn đề con nuôi, con ruột với bất kỳ ai trong gia đình. Điều đó làm tôi rất đau lòng. Không chỉ có vậy, Hồng Loan còn phải đối mặt với những đoạn video clip có giọng nói của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nói về việc Hồng Loan hỗn hào và từng lấy tiền của cha. Hồng Loan khẳng định đó là sản phẩm cắt ghép và cho biết nhân vật thực hiện clip này đang ở nước ngoài nên bản thân tôi chưa nghĩ đến chuyện nhờ pháp luật xử lý. Nhưng với một số nhân vật đã từng lên tiếng bôi xấu danh dự của tôi đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, tôi đang nhờ đến pháp luật để giải quyết sự việc. Trong buổi gặp gỡ truyền thông, Hồng Loan cũng khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự cho bản thân. Bà Nguyễn Tuyết Ngọc, luật sư đại diện của Hồng Loan bày tỏ, dư luận nên theo dõi diễn biến vụ việc, đừng làm quá vấn đề, ảnh hưởng người trong cuộc. Tất cả thông tin, diễn biến liên quan vụ án, nếu cần thiết và trong phạm vi cho phép, chúng tôi sẽ chính thức thông báo đến khán giả. Chúng tôi mong mọi người theo dõi thông tin trên các báo cho tới khi vụ án được giải quyết xong. Giữa những ồn ào, Hồng Loan nhận được sự ủng hộ từ nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, Bình Tinh và Nguyên Vũ. Hồng Loan cũng tập trung vào công việc bán hàng online tại nhà trong thời gian qua, cố gắng ổn định cuộc sống và chăm sóc gia đình cũng như lo hương khói cho cha. Hồng Loan chia sẻ thêm, tôi không có ý định làm ca sĩ. Những lần tôi tham gia đóng MV đều được các nghệ sĩ mời và chỉ nhằm mục đích kỷ niệm. Tôi chủ yếu hát các ca khúc nổi tiếng của người cha quá cố. Tôi muốn mọi chuyện được êm ấm để cha an nghỉ. Tôi buôn bán nhỏ tại nhà để lo cho gia đình, khói hương cho tổ tiên ông bà. Điều khiến Hồng Loan buồn nhất là chuyện đời tư của cô và của cha mình bị bàn tán trên mạng xã hội. Tôi là người không biết ăn nói nên không biết giải quyết thế nào, chuyện gia đình có đẹp có xấu. Tôi nghĩ nếu gia đình không ưng nhau thì có thể nói cho nhau để khuyên bảo hay rút kinh nghiệm thay vì bêu xấu nhau. Cha tôi một đời thanh bạch, kín tiếng, nếu biết chuyện đời tư của mình bị bàn tán như thế này, chắc ông buồn lắm. Nhất là khi ông cũng đã mất rồi. Tôi thấy buồn và cả xấu hổ vì không biết phải làm gì lúc này, chỉ mong mọi thứ khép lại. Bên cạnh đó, Hồng Loan phủ nhận chuyện không chăm sóc Vũ Linh lúc ông nhập viện. Cô nói bản thân luôn bên cạnh và đau lòng khi chứng kiến bệnh tình của ba. Thậm chí, khi sức khỏe của nam nghệ sĩ đã yếu, sợ ông mất trong bệnh viện, Hồng Loan còn ngỏ ý với nghệ sĩ Hồng Nhung đưa Vũ Linh về nhà. Hồng Loan tâm sự từ trước đến nay không muốn dính đến kiện tụng. Tuy nhiên, khi nhận tin nghệ sĩ Hồng Nhung kiện mình, cô cho biết sẽ theo hầu. Cô bày tỏ, tôi chỉ sợ ba buồn hoặc ảnh hưởng đến ba, còn mọi thứ tôi chịu được hết. Với những sự kiện xảy ra, Hồng Loan hy vọng mọi thứ sẽ sớm được giải quyết để cô và gia đình có thể trở lại cuộc sống bình thường và tiếp tục lo lắng hương khói cho cố nghệ sĩ Vũ Linh. Trải qua nhiều sóng gió và khó khăn, Hồng Loan vẫn kiên định với niềm tin vào sự chân thành và lòng hiếu thảo của mình đối với cha. Cô mong rằng công chúng và dư luận sẽ hiểu rõ hơn về câu chuyện của mình và không tiếp tục đồn thổi những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến danh dự của gia đình và sự yên nghỉ của cố nghệ sĩ. Hồng Loan đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức sau vụ tranh chấp tài sản thừa kế của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Dù bị chỉ trích và công kích từ dư luận, cô vẫn kiên định và tiếp tục sống chân chính, bảo vệ danh dự và sự nghiệp của mình. Những trải nghiệm này không chỉ thử thách sự kiên nhẫn và lòng can đảm của Hồng Loan mà còn cho thấy cô là một người mạnh mẽ và quyết tâm vượt qua mọi sóng gió để bảo vệ giá trị mà cô luôn tin tưởng.
Thời điểm sự việc kiện tụng tranh chấp tài sản thừa kế của cố nghệ sĩ Vũ Linh vừa mới diễn ra thì kết quả xét nghiệm ADN con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan vẫn nhận về luồng dư luận trái chiều. Theo đó, ngoài việc vướng vào vụ tranh chấp tài sản với mẹ con nghệ sĩ Hồng Phượng, em, cháu ruột cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Hồng Loan còn bị nghi ngờ không phải con gái cố nghệ sĩ. Hồng Loan chia sẻ, cha tôi chưa từng đề cập đến chuyện này và tôi cũng chưa từng nghe về nó. Cho đến ngày cha qua đời, tôi bỗng dưng bị nói là chỉ là con nuôi. Tôi muốn biết mình là con nuôi hay con ruột. Dù đã nhiều lần lên tiếng, nhưng sự việc Hồng Loan là con nuôi hay con ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn là đề tài gây tranh cãi. Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ lên tiếng khẳng định đã thực hiện giám định ADN để xác minh Hồng Loan chính xác là con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, kết quả giám định chưa được công bố chính thức nên dư luận còn khá nhiều nghi ngờ, đồn đoán. Ca sĩ Nguyên Vũ cho biết, với tình nghĩa và mối quan hệ thân thiết với Hồng Loan, anh đã giúp cô thực hiện công đoạn xét nghiệm ADN để xác minh mối quan hệ gia phả cho Loan. Nam ca sĩ cho biết, việc xét nghiệm ADN đã được Vũ và Ni thực hiện trong âm thầm từ lâu khi có sự đồng ý của Võ Thị Hồng Loan. Kết quả cũng sẽ được tung ra trong phút cuối quyết định khi cần và được sự cho phép từ người lớn bên ngoại Hồng Loan. Việc này chỉ có riêng Vũ, Ni, Loan biết. Ngay cả Bùm Bùm, Thanh Mỹ hay Bình Tinh, Vũ Luân không một ai biết. Nhưng hôm nay thấy có người lại thách đố nữa thì Vũ không thể không lên tiếng. Muốn thì xin mời nhé, đã đến lúc. Không chỉ Nguyên Vũ, đại diện phát ngôn của Hồng Loan là Diệu Ni cũng khá chắc chắn về kết quả xét nghiệm DNA của Hồng Loan. Từ những chia sẻ này, cư dân mạng ngầm hiểu Hồng Loan chính là con ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Giám đốc Trung tâm Phân tích DNA và Công nghệ Di truyền, bà Nguyễn Thị Nga, đối với trường hợp anh em xét nghiệm xem có cùng cha mẹ không thì chỉ cần hai người. Nhưng nếu là con gái nhận bố mà ông bà nội không còn thì cần làm xét nghiệm với ít nhất với 4 người anh em của bố. Trong trường hợp cụ thể là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì nên đưa cả 5-6 anh chị em của ông Vũ Linh đến để lấy mẫu xét nghiệm với Hồng Loan. Như thế, kết quả sẽ chính xác 99,9999%. Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga cho biết, các đương sự cần đến trung tâm DNA để được lấy mẫu. Nếu ai ở xa, có thể gửi 5 sợi tóc, có chân tóc. Nếu chỉ xét nghiệm 2 người thì chỉ có 25% có khả năng tìm ra, chứ không phải 25% độ chính xác. Tôi đã làm việc với rất nhiều tòa án Hà Nội, tòa án thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện tụng cần có kết quả xét nghiệm DNA này nên hiểu rõ. Có trường hợp làm 4 người không ra nhiễm sắc thể mà phải lấy mẫu của cả gia đình và đến người thứ 5 mới ra kết quả. Lùm xùm xoay quanh việc tranh chấp tài sản thừa kế nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã xảy ra gần 1 năm, dư luận vẫn thắc mắc câu chuyện là nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến những lùm xùm không đáng có đó. Trước những đồn đoán của cư dân mạng thì giữa năm 2023, Hồng Phượng, cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh đã có buổi chia sẻ với truyền thông về vụ việc. Theo đó, nữ ca sĩ khẳng định cô không kiện và đòi phân chia tài sản như tin đồn. Người đứng đơn kiện là mẹ cô, bà Võ Thị Hồng Nhung, còn cô chỉ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Mâu thuẫn gia đình bắt đầu khi Hồng Loan yêu cầu mẹ con Hồng Phượng ra khỏi căn nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh ở Phú Nhuận. Theo Hồng Phượng, hiện tại cô và gia đình như người vô gia cư bởi họ đã rời khỏi ngôi nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh sau gần 2 năm gắn bó. Theo ca sĩ nói trong buổi họp báo, cách hành xử này của Hồng Loan là cạn tâu giáo máng. Thời gian vừa qua, tôi và gia đình đã rất mệt mỏi. Sau khi giải bày hết mọi thứ, tôi mong được quay trở lại nghệ thuật với cái tên Hồng Phượng, cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó là niềm hãnh diện từ khi cậu còn sống cho đến khi cậu mất. Cô đã xúc động nói. Đồng thời, khi đề cập đến việc liên kết với một công ty truyền thông để giữ gìn hình ảnh tang lễ của cậu mình, cô đã có trao đổi với nghệ sĩ Bình Tinh. Và điều này đã khiến nghệ sĩ Bình Tinh lên tiếng phủ nhận. Bên cạnh đó, tại buổi chia sẻ, Hồng Phượng cho biết thời gian qua cô chịu nhiều áp lực từ những lời vu khống, bịa đặt ảnh hưởng đến công việc, tinh thần của cô và mẹ mình. Cô chia sẻ, từ lúc cậu cô còn sống đến lúc đám tang, mọi người thấy trên mạng xã hội hình ảnh của cậu rất đẹp. Nhưng khi sự việc ồn ào xảy ra, chỉ hiện ra toàn những vụ việc không đáng có, Hồng Phượng nói lời xin lỗi cậu mình. Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến hương linh cậu Vũ Linh và những khán giả yêu thương cậu. Trước khi được biết đến là người liên quan đến vụ tranh chấp tài sản thừa kế, Hồng Phượng được khán giả nhắc nhiều dưới cái tên cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh.
Tuy nhiên, sau khi vụ kiện nổ ra, kèm theo đó là những lùm xùm xoay quanh việc Hồng Loan là con nuôi hay con ruột của cố nghệ sĩ, thì hình ảnh Hồng Phượng trong mắt khán giả đã có sự khác biệt. Đáng chú ý, sau sự việc diễn ra đầu tháng 7 năm 2023, Hồng Phượng đã bức xúc lên tiếng khi tiếp tục bị nhiều anti-fan chỉ trích, đòi cấm sóng trên HTV. Cụ thể, vào thời điểm trên, sau khi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phát sóng chương trình 100% có sự tham gia của ca sĩ Hồng Phượng, nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay ca sĩ này, để lại nhiều bình luận tiêu cực. Một số khán giả còn đánh giá một sao đối với các trang, chương trình của HTV vì để nghệ sĩ vướng lùm xùm xuất hiện trên truyền hình. Trước những sự chỉ trích và yêu cầu của một bộ phận khán giả, HTV đã gửi thư ngỏ đến khán giả khẳng định luôn tôn trọng ý kiến đóng góp từ khán giả. Đồng thời, số phát sóng mới nhất của chương trình 100% và những hình ảnh liên quan đến Hồng Phượng đã bị xóa khỏi các nền tảng của HTV sau khi lên sóng chưa được bao lâu. Trước sự việc này, cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho biết, công việc của cô bị ảnh hưởng rất nhiều. Hồng Phượng nói, họ xúc phạm danh dự, nhân phẩm và triệt con đường sống của gia đình tôi. Họ đánh giá đạo đức của tôi, nhưng đã biết hết về ngọn ngành của câu chuyện chưa? Những điều tôi đã nói ra đều có bằng chứng, còn việc họ tin hay không thì tùy. Hiện tại, số lượng anti-fan cố tình công kích rất lớn và đây là điều tôi không thể kiểm soát được. Nói về chỉ trích của khán giả cho việc xuất hiện của cô ở chương trình 100%, Hồng Phượng bức xúc. Tôi không hiểu những người này vì mục đích gì. Trong quá trình làm nghệ thuật, tôi không có làm bất cứ việc gì trái đạo đức. Những giá trị tôi đem đến cho bộ môn nghệ thuật mình theo đuổi cũng không gây ra bất cứ điều gì ảnh hưởng đến ai. Tôi cảm thấy những điều này đang rất vô lý và không hiểu những người này muốn gì. Nữ ca sĩ giải bày tiếp. Tại sao những con người này họ rảnh rỗi đến mức có thể công kích, gọi điện thoại để phá cuộc sống của tôi? Đây cũng là chuyện của gia đình tôi. Tại sao khi cả gia đình vừa phải chịu nỗi đau mất người thân thì nhiều người lại quay ra công kích tôi và mẹ? Tôi là đứa cháu gái mà cậu tin tưởng sẽ theo đuổi nghề thì giờ cũng bị vùi dập. Thật sự tôi cảm thấy rất buồn. Bên cạnh đó, thời điểm giữa năm 2023, Hồng Phượng chia sẻ rằng hiện tại, sức khỏe và tinh thần của cô sa sút rất nhiều. Tuy nhiên, cô sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn này. Hồng Phượng vẫn cập nhật hình ảnh lên mạng xã hội để khán giả còn tin tưởng và yêu thương mình sẽ hiểu hơn. Cô không làm gì sai để phải sống trốn tránh. Không chỉ dừng ở câu chuyện bị anti-fan công kích trên mạng xã hội. Mới đây, Hồng Phượng phải một lần nữa lên tiếng về câu chuyện quán bún bò của bản thân. Theo đó, thông tin quán bún bò của ca sĩ Hồng Phượng gây ngộ độc cho nhiều người phải bồi thường hơn 1 tỷ đồng đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều tài khoản lan truyền một clip với giọng đọc như một bản tin của các cơ quan báo chí với nội dung vận đen ập đến với mẹ con Hồng Phượng, khách ăn bún bị ngộ độc phải bồi thường hơn 1 tỷ đồng. Thông tin trên mạng còn khẳng định Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận đã ra quyết định xử phạt bà Hồng Phượng, chủ quán bún bò Cô Lành, số tiền 92 triệu đồng do gây ngộ độc cho người dân. Thông tin cũng nêu, đồng thời, bộ quán ăn này tiêu hủy toàn bộ nguyên liệu trong kho, vệ sinh và khử trùng toàn bộ căn nhà và bồi thường thiệt hại cho những người ngộ độc, bao gồm viện phí, điều trị và ngày công lao động. Thông tin trên mạng còn dẫn chứng là hai mẹ con chị CTTH lúc đưa con đi học thì ăn bún bò. Sau đó, họ nhập viện với biểu hiện mệt, chân tay tê mỏi. Ngoài ra, hơn chục người khác cũng có triệu chứng tương tự. Tuy nhiên, trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Đông Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thời gian qua, trên địa bàn quận Phú Nhuận không ghi nhận vụ ngộ độc bún bò nào. Đồng thời, từ lúc quán bún bò của ca sĩ Hồng Phượng khai trương cũng không ghi nhận người dân bị ngộ độc. Ông Tùng nói, thông tin lan truyền trên mạng là sai sự thật. Theo bà Vũ Thị Xuân Nhuệ, trưởng phòng 7 Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thông tin sai sự thật trên mạng xã hội nhiều vô kể. Những việc này khiến người trong cuộc khốn đốn vô cùng. Mặc dù các cơ quan chức năng đã quyết liệt trong việc xử lý những thông tin không đúng, tin gây hoang mang dư luận, nhưng nhiều người vì muốn câu like, câu view hoặc vì động cơ kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội đã cố tình bịa ra thông tin không đúng để tải lên mạng. Bà Vũ Xuân Nhuệ cho rằng, khi bị xúc phạm hoặc bị vu khống, bị bịa đặt thông tin trên mạng xã hội, người dân cần gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc. Người dân có thể gửi đơn đến một số cơ quan có thẩm quyền như Công an, Sở Thông tin Truyền thông, Trung tâm Xử lý Tin giả, Thông tin Xấu độc Việt Nam, 1800-8108. Trong khi đó, chia sẻ về vấn đề này, Hồng Phượng cho biết,
thực sự tôi cũng không biết nói làm sao. Hiện nay, tình trạng đọc trên mạng như một bản tin của các cơ quan báo chí rất là nguy hại. Họ đưa tin lên mạng như một bản tin thực sự nên rất dễ dẫn dắt, dễ làm cho người ta nhầm lẫn, đó là sự thật. Khi tôi vừa mở quán bún bò, đã có thông tin ngộ độc nên cơ quan an toàn thực phẩm xuống quán ngay lập tức. Việc này tạo sự hiểu lầm trên mạng và gây áp lực cho cán bộ an toàn thực phẩm cũng như cho quán. Khi thông tin ngộ độc được tung lên mạng thì người ta không biết đâu là thật, đâu là giả. Nên nhiều người điện thoại cho tôi liên tục. Những người bịa đặt thông tin đã gây khốn đốn cho người làm ăn chân chính. Họ cố tình dẫn dắt, hạ uy tín của tôi để người khác không dám đến ăn. Khi đó, tôi phải đóng cửa quán nhiều ngày vì các cơ quan chức năng kiểm tra. Việc tung tin không đúng sự thật đã vi phạm pháp luật và còn không đúng chuẩn mực, đạo đức. Sự việc này không chỉ xảy ra đối với tôi mà còn có thể xảy ra đối với bất kỳ ai. Chỉ cần họ không thích thì có thể nói không đúng sự thật. Bên cạnh đó, Hồng Phượng cũng cho biết thêm rằng cơ quan chức năng đều biết địa chỉ nơi tôi mở quán và tôi cũng có giấy phép kinh doanh, chứng nhận an toàn thực phẩm. Việc thông tin không đúng khiến nhiều người bán tín bán nghi, các cơ quan chức năng cũng bức xúc. Sau sự việc thông tin trên mạng không đúng thì các cơ quan chức năng cũng đã ghi nhận. Tôi cũng chỉ biết lên Facebook cá nhân Thanh Minh, đó là tin vịt. Nhưng về lâu dài thì chắc tôi cũng phải gửi đơn đến cơ quan chức năng yêu cầu xem xét. Trả lời về việc quán bún bò hiện tại hoạt động ra sao, Hồng Phượng cho biết, sắp tới tôi sẽ bán món khác và không bán bún bò nữa, bởi vì cô Lành, người nấu ăn cho tôi, mỗi ngày phải chạy từ quận 8 qua quận Phú Nhuận từ sáng sớm để nấu nướng. Việc di chuyển xa như vậy nên cô Lành mệt. Do vậy, cô sẽ về quận 8 mở quán kinh doanh. Chắc sắp tới tôi sẽ bán hủ tiếu hoặc một mặt hàng khác. Liên quan đến việc gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã lùm xùm trên mạng, kể về cuộc sống hiện tại, Hồng Phượng chia sẻ. Thời gian qua, quả thật ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn, cũng như sự phẫn nộ của một số người. Lúc đầu, tôi cũng bực bội nên đáp trả để người ta hiểu mình hơn. Nhưng tôi nghĩ, với những ai cố tình không hiểu thì họ sẽ vĩnh viễn không hiểu. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đến tận bây giờ tôi khẳng định là chưa làm chuyện gì sai trái, có lỗi với cậu tôi là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chính vì vậy, tôi luôn ngẩng cao đầu và tự hào vì mình luôn sống chân chính. Còn những vấn đề khác liên quan đến pháp lý thì phải căn cứ theo pháp luật mà làm. Nếu gia đình tôi thắng hay thua thì cũng phải làm theo quy định của pháp luật. Vấn đề còn lại, tự lương tâm mỗi người phán xét. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.